Đến bây giờ chúng ta đang chứng kiến một cái sự bùng nổ của phim chiếu dạp Việt Nam cũng như là một cái làn sóng mới của phim truyền hình. Thì Nguyên Vũ của ngày hôm nay tìm cơ hội cho mình như thế nào trong cái làn sóng mới này? Khó hơn anh ạ. À. Tại vì mình phải chịu theo điều đó đó. Tại vì các bạn trẻ sau này là rất là giỏi. Và những người đẹp, đẹp, nam cũng đẹp mà nữ cũng đẹp. Cao, to. Thực ra là Vũ rất là tiếc khi mà Vũ cũng đã bỏ lỡ vài cái vai diễn của phim điện ảnh. Nếu như là phim Cạm Bảy, Hơi Thở của Quỷ. Đó cho nên là vũ được mời vào vai chính luôn nhưng mà tại vì vũ đọc cái kịch bản á ừ. vũ cảm thấy là nó 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 chưa phù hợp cái sự quay lại của mình tại vì vũ muốn rằng là khi mình mình quay lại mình cái vai diễn đó nó phải để lại ấn tượng và thực sự là vũ biết rằng là, là cái 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 tên của mình nó nó không còn là một cái tên để mà có sức hút của cái phòng vé giống như là mình chịu lùi lại một bước như vậy để mình nhìn lại mình nhìn cái chặng đường qua của mình nó nó, nó đẹp đẽ nó như thế nào ạ à? nhưng mà phải chăng là trong một câu chuyện trước đây á, của một vị uh, khách mời cũng đến đây Mặc dù em ấy là thế đàn em của Nguyễn Vũ nhưng em ấy cũng gặp một cái vấn đề là chưa đủ dài để đóng vai bố, vai ba nhưng mà lại không đủ trẻ để đóng vai thư sinh nữa. Em rất là khổ tâm với là cái 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 ngoại hình của mình. Anh mình được biết không? Đóng vai ba thì không tới mà đóng vai con thì nó bị lỡ cỡ. Có phim thì em vẫn Vũ vẫn đóng vai con của chị Trịnh Kim Chi. Mới vừa rồi đây là cái phim bên bờ hạnh phúc Vũ phải đóng vai con của diễn viên Phúc An, mà ngoài đời thưa quý vị Phúc An phải gọi nguyên vũ bằng anh, mà vô phim thì nguyên vũ gọi Phúc An bằng má, Cho nên là nó bị lỡ cỡ. Cho nên là kiếm một cái vai phù hợp cho mình ở các thai giai đoạn này cũng sẽ rất là khó. Nhưng mà dù sao thì minh đức cũng như rất nhiều quý vị khán giả yêu thích nguyên vũ kể cả trên sân khấu ca nhạc và mà màn ảnh vẫn luôn luôn muốn nguyên vũ có được những vai diễn trong cái giai đoạn rất là đặc biệt của phim ảnh việt nam lúc này khi mà nhiều cơ hội hơn cho nhiều diễn viên ở nhiều lứa tuổi với nhiều yeah. loại vai diễn hơn. À, vấn đề là nguyên vũ có chịu bớt đi cái sự bận rộn của một ca sĩ ngôi sao hay là một doanh nhân thành đạt để đóng phim nữa hay không thôi. Yeah. Xin cảm ơn nguyên vũ rất là nhiều đã trở lại với đời nghệ sĩ để kể câu chuyện rất thú vị về những vai diễn của nguyên vũ ngày hôm nay và hy vọng sẽ có thêm những vai diễn đặc biệt nữa để nguyên vũ lại quay trở lại đây kể những chuyện hậu trường với quý vị và chúc nguyên vũ thêm thành công và có được những vai diễn phù hợp với. Uh tài năng và cả tuổi tác của mình. Mình yeah. cảm ơn anh Minh Đức ông Nguyên Vũ rất là cảm ơn anh Minh Đức. Một lần nữa trong Nguyên Vũ xuất hiện trên đời nghệ sĩ để được trò chuyện những điều thú vị như vậy và cũng xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi cũng như là dành tình cảm cho Nguyên Vũ. Cảm ơn rất nhiều ạ. À.